Giờ em vẽ là vẽ một cái đường thẳng đi, vẽ cái đường, cái đường trên này là thẳng được không? Cái đường trên này là đường thẳng đó thầy, đường này đường là đường thẳng, cái đường này là ở cao độ đúng nè, đường này là nằm ở cao độ đúng. Cái đường này là đường trên mặt bằng của nó này đúng không? Dạ đúng rồi, Mình sẽ like cái đường này với đường cong này chứ, đường nào đường cong. dạ đúng rồi, cái đường cong đúng rồi thầy. Dạ muốn chỉnh đường cong này đi xuống cao độ đúng. À, nhưng mà cái đường này bên bên kết người ta vẽ bằng cái gì? Bên kết nó cũng vậy luôn á thầy, em coi rồi nó cũng vậy luôn. Cái này như là nhiều đường cong ghép lại chứ không phải là một đường cong, nên nó không có điểm trung tâm thôi. Bên kết người ta cũng không ghi lẻo rào là bao nhiêu luôn hả? Dạ đúng rồi, nó không ghi gì hết á, bấm vô thì nó cũng ra như thế này luôn. Nó có là bull bull la gì không? Không, để thầy vô cái con này, thầy để bấm cho thầy vô cái con. Nó phải đường cong gì chứ sao vẽ vậy, sao ngoài ngoài thật bình nè. Bởi vì nó là trên nó LR mà, nó có mấy cái LR mà ta. Nè nó không ghi gì hết thầy, nó là có cái đường này nè, nó không ghi gì hết. Block reference nha. Em edit cái block đó đi. Này biết hả? Nó LR chứ. Không có LR làm sao mà xác định được. Nó là một cái block reference vào. Nó là cái boolean line. MOI, em dùng là MOI. Để kéo cái bảng này nó rộng ra chút nè. Chiều dài là 2 không có R. Không sao thì bây giờ mình là mình xác định cái điểm ở giữa đây nè, phải không? Cái đoạn này thẳng nè, chắc cái đoạn này thẳng hay sao? Đoạn này thẳng rồi tới đây mới tới cong 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 chút xíu. Dạ rồi, nhiều loại đường cong ghép lại nhau. Thì bây giờ chỉ có như thế này, mình dùng cái lệnh cung tròn á, là C mà chọn leader, mình chọn điểm đầu second, N này điểm cuối. Để coi cái nó vô cái điểm nào đâu nè. Kêu rõ ra lúc rồi nè. Đó, nó là cái cung tròn á. Sao nó đứng máy nè? Cái ưu xe view Ultra view nó yếu mà. cái phần view vậy. Không thì mình xác định tương đối thôi, nhưng tuy nhiên nó có một chút vì sai số cũng giống như ở ngoài thi công đó, thì ví dụ như mình lấy cái hai cái đường này mình nói lại thì đường là đường ở giữa này giống như bữa trước mình làm á. Em suy nghĩ vậy thì em dắt cái đường này nè, đi xuống cái cao độ đúng, xong rồi em xoay nó được cũng được luôn, em xoay nó đến cao độ đúng luôn cũng được, nhưng mà nó sai số một tí. Đúng rồi, thì cũng giống như là mình vẽ thì vẽ như mà mình dựng hình 3D đó, là nó giống như là mình thi công thử gì đó. Ừ, cho nên là Vậy 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 cái đó được đúng không ạ? đúng rồi. Còn không mình ngồi mình chỉnh lại, bởi vì này nó phải có độ dốc dọc nữa, cho nên mình cứ làm tương đối vậy thôi. Chứ Hiểu không rồi, không thể nào mà dựng như trên vẽ CAD 2D được. Vì cái này người ta vẽ sao mình không có kéo ra. Em coi trên bình đồ tổng thể coi cái đoạn đó là ra nó bao nhiêu. Em có bình đồ tổng thể không?
chỉ đoán như này thôi. Không, nó có cái bình đồ tình một tổng thể ở dưới á, ở dưới đó đó đó, cái bình đồ tổng thể là cái này nè. Ừ, ca mấy, ca mấy, cái năm rồi. ca năm là kích gì đó coi, cái nó R nó là bao nhiêu. Kích vô mấy cái đường đường khác coi, kích vô mấy cái đường đỏ khác, cái đường nào cũng vậy luôn hả? À, copy vô cho nên đường nào cũng như đường nào. Đường nào cũng vậy hả thầy? Đường nào cũng chạy chậm dễ đó. Thì nó phải có bán kính LR mới mới máy được chứ. Đường nào cũng vậy. Coi có cái cần phải bolin line. Này là một cái bolin line rồi. Dạ, như vậy hết đó, không không có gì. Nó cũng vậy. À. Cái này polyline thì đâu có đo được cái bán kính LR là bao nhiêu đúng không? Nó chỉ có mình xác định tương đối vậy thôi, rồi mình vẽ xem coi nó trùng không. Lâu xác định thì nó sai lệch một tí. Thôi không sao, coi như cái đó là sai số trong thi công thôi. Năm chính xác. Còn mấy cái đoạn mà cá nhân công như cái đoạn của thầy vẽ thì nó đúng rồi, mấy cái đoạn như đoạn ke ke bảy ke tám ke chín thì đúng đúng đường cong như thế này hàng tháng nó À, đúng đúng như thế rồi, nó này có đường cong thì có vậy lãi thì được. dễ. Dạ, còn mấy cái đường bên này không, nó không có, chỉ có ben ke đúng rồi, còn mấy À, thì chắc họ vẽ cái sao mà cần vượt qua cái polyline rồi, vì nó phải có điểm nó mình hoặc mình mới vẽ được cái polyline đấy chứ. chỉ giờ xác định thôi, tương đối được đúng không? Được, còn không thì bây giờ mình qua mình đếm ra, mình qua bên kia mình đếm coi polyline này nó có bao nhiêu điểm, thì mình lấy cái điểm ở giữa đó. Đây là nó có cái mục là convert thành một cái cung tròn nè, em convert nó qua cung tròn rồi coi cái nó là ra bao nhiêu. Sao mình chọn cái điểm ở giữa thì nó mới ấy được hả? Nó điểm đó chưa ở giữa đó 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 À, giữa là giữa đó, đó. đó. Rồi có số, rồi có số chỗ nào tại Enter đi, vẽ cho xong mới cung tròn mới coi được chứ. Xong chưa? Mình mới click vào cung tròn đó mình mới coi là LR là bao nhiêu. Không, click vào cái cung tròn, cái này vẫn polyline rồi. Cái cung tròn đó chứ. Vẫn đây còn cũng chọn tròn hả? polyline à. Thoát đi, thoát hết luôn đi là chọn vô cung tròn thôi. Dạ rồi, cũng là bôi ra. Cần vợ mình lúc đó mình chọn là cần vợ đâu mà nó không chịu à. Không, vậy bây giờ em vẽ một cái đường từ bên này qua bên kia ra cái tâm, rồi mình vẽ một cái cung tròn kia cho nó bằng cái đó là được, coi nó có bắt được trung điểm không. Không, mình vẽ hai cái đường line đi cho nó giao chỗ nào đó đó đó, đúng rồi, nó bắt được tâm đó. Nó có tâm rồi. Xong mình vẽ cung tròn, cái đường tròn tâm ô bán kính đâu rồi. Mình sẽ xác định được. Đó. Mình định MO chứ, vẫn cái lệnh MO để mình xác định được cái mình lấy vô đường tròn nên biết được tâm nó bao nhiêu chứ. Đó, nó có kìa. Số này Đúng rồi, radius kìa. Bây giờ mình để vậy luôn, mình reference cái này qua. Còn không mình qua kia mình vẽ một cái đường qua bà rồi, vẽ cái đường để mình có được cái đường này. Zoom lớn lên xuống chữ này coi nó trùng không. qua này đây. À, qua này mình reference lại cái file AutoCAD đó đi. Mình lưu file CAD đó rồi mình load lại thôi. Lưu lưu cái file CAD đi cái đã. Nó phải cung tròn chứ ai đâu làm phức tạp. Không có bị gì à?
trên mặt bằng nó vậy chứ sao, còn mình trim cái cung tròn nó đi đó đó, chứ còn vẽ tương đối kia thì nó thấy thôi mình làm vậy là mình trim hết cung tròn rồi đi để nó ra được một cái cung. À, ông dùng Revit vẽ được không, dùng bữa trước dùng Revit vẽ nó có được không hay là nó khó hơn? Revit hả thầy? Revit thì em thấy nó cũng vẽ cũng đơn giản, do vẽ bằng 2D đơn giản hơn vẽ 3D thầy, bắt 3D bắt điểm hơi hơi cực chút. Không có kiến thiết thì em chưa thử tính năng của hai cái, chưa sản phẩm được. Thì còn cái bản thép, bản thép của cái hầm này là không có thầy. Bạn vẽ thép là có mà, ở trên mạng nó có quyển số 1 á. Thầy còn mấy cái mà lan can bố trí bộ là mình vẽ sao đây, mình vẽ mấy cái lan can này. Lan can nó cứ để đó, mình dùng cái lệnh mình vẽ một cái khối mình copy nó ra. Như quán cái này vậy hả? Đúng rồi, cứ vẽ như bình thường, dùng máy lệnh vẽ như bình thường, còn không thì em nó lan can nó bằng thép phải không hay bằng bê tông? Bằng thép nhé. bằng thép thì em dùng cái module này nè, steel nè, thì nó sẽ có cái vẽ thép cho mình, vẽ thép hình rồi mình vẽ nè. Đó, thép hình, thép tấm, nó có là handrail nè, lan can nè, dưới đây nè. À, còn nếu như mà không thích vẽ theo công cụ thì mình cứ dùng mấy cái lệnh đây mình vẽ ra cái đường tròn rồi mình extrude ra, extrude theo đường cong rồi gì đó là nó cũng chạy ra đó. Nhưng mà vẽ một đốt thôi, mình vẽ một đốt chứ đâu vẽ hết đâu. Mình thực tập đợt này mình vẽ một đốt điển hình, là mình một đốt thôi, là mình đi thép luôn coi thì nó có bố trí được hết thép hay không thôi. Đó. À, có thời gian thì vẽ hết cũng được, nhưng mà là mình vẽ lần một đốt thôi. Ví dụ như vẽ một đốt đó để xuất lên trên kia, với lại sau này đưa vào trong báo cáo thực tập á, là ví dụ như như này là 300 phải không, bây giờ đi thêm nữa là 350, vậy là được rồi. Là mình xong cái nhiệm vụ rồi, còn vẽ hết cũng được để sau này mình làm đồ án thì mình đỡ tốn công. Sau này mình làm đồ án mình chỉ vẽ thêm thép cũng một đốt thôi à, rồi vẽ biện pháp thi công, mình vẽ biện Chụp pháp một thi đốt chứ không phải là mình chơi nguyên cái của này. công. Chờ nguyên cái đâu ta còn thời gian đâu mà làm mấy cái khác, phải không? Coi như đợt này mình vẽ 300 với vẽ đi thép là xong rồi đó. Rồi mình vô kia mình làm mấy, mình còn phải làm tính toán nữa mà, mới làm so sánh phương án, một phương án cầu phương án hầm mà. Chứ đâu phải bây giờ mình ngồi mình làm hết cũng được, không có gì thì ngồi vẽ giống như luyện công phu thôi. À, mình ngồi mình luyện, nói chung là tối thiểu là một đốt, nhưng mà có thời gian vẽ toàn bộ cái hàm lên nhìn nó vẫn hay. Rồi vẽ biện pháp thi công rồi vào nữa đi. Sau này làm đồ án mình có cái để mình trình diễn Lumion 4 5D á, 4D à 4D về đóng cục vòng quay rồi như thế nào hấp dẫn. Phần mềm này nó ra cái 4D mà đúng thầy. Nó có cái Visualization. visualization 4D của nó luôn nè. Mình khỏi phải cài thêm. Còn muốn đẹp á, thì mình phải dùng Lumion, nhưng mà nó như vậy là cũng đủ rồi, bởi vì nó có cái phần là animator này, nó có đủ hết, nó có keyframe rồi tạo đường dẫn xuất phim animation production. À, là vẽ hết luôn, định là vẽ hết toàn bộ luôn hả? Cha thấy nó cũng vẽ tương tự với nhau À, thì mình vẽ được một cái là mấy cái sau mình vẽ tương tự nó cũng nhanh thôi không? á. Dạ đúng rồi. Okay. Có thời gian rồi vẽ hết cũng được, cũng hay. Dạ, cảm ơn thầy. Là không có gì hết nha. Dạ.